Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Tin chúng tôi vừa nhận được vào lúc 22 giờ ngày hôm qua 21 tháng 10, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm Trần Hoàng Nhật, 38 tuổi, trú tại khu phố 6, Hiệp Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoàng Hải, 44 tuổi, trú tại Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Thị Hương, 40 tuổi, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng và Vũ Hữu Quý, 31 tuổi, trú tại Kiến An, Hải Phòng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng. Theo tài liệu điều tra, thì các đối tượng Hải, Hương và Quý ở Hải Phòng thường xuyên liên lạc móc nối với đối tượng Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển ma túy qua đường hàng không vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2014, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Trần Hoàng Nhật có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nhật khai nhận số ma túy trên là Nhật mua của Hải, Hương và Quý ở Hải Phòng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 5 gói bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, có trọng lượng 0,5 kg dạng ma túy đá, 2 khẩu súng K-59, 2 khẩu súng côn quay, 3 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 quả lựu đạn và 6 viên đạn K-59 cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để điều tra làm rõ.